những lời nói xấu để nhân với người. Nào, có một bà là ai? Đâu dạ. Đâu không dạ. Giọng nói này chẳng lẽ lại là cô Thế Sư? Tại sao lại ở đây? Cũng như em thôi. Và cô Thế Sư là một cùng bản thân yêu em. Tại vì cho hát bản thân cái này để làm gì? Cậu lấy là không dạ. Bây giờ lại gặp anh ở đây. Và phải đi. Được, tới đi cô Thế Sư. Không được lòng anh như thế này. Tại sao?